Sáng nay, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ năm 1997, báo Hưng Yên, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên được tái lập và đi vào hoạt động theo nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên giao. Những năm qua, diện mạo, số lượng và chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh truyền hình của tỉnh ngày càng được cải thiện, có tính chuyên nghiệp cao, lượng thông tin đăng tải ngày càng phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 200 người công tác trên lĩnh vực báo chí, có 3 cơ quan báo chí là Hưng Yên, đài phát thanh và truyền hình tỉnh và tạp chí Phố Hiến, cùng các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại Hưng Yên, đã kịp thời phản ánh sinh động tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, của tỉnh Hưng Yên nói riêng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc mừng và biểu dương các kết quả đạt được của báo chí tỉnh Hưng Yên trong những năm qua. Đồng chí khẳng định những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: trong 5 năm qua, cơ quan báo chí của đồng chí là giúp tỉnh rất là nhiều việc, và kinh tế xã hội Hưng Yên, an ninh quốc phòng Hưng Yên giữ được như này hôm nay, chúng ta rất nhiều cái mới và rất nhiều cái điểm sáng trên từng lĩnh vực một. Các mô hình thì đều báo chí lên cả và nhân ra diện rộng cả. Thì chúng tôi có làm ra nhưng mà chỉ đạo ra, làm điểm ra nhưng mà báo chí không tuyên truyền, không động viên, không coi là đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân hiểu, học tập, đưa vào các trang thông tin điện tử rồi kể cả tài liệu họp chi bộ, thì làm sao nhân dân như vậy? Áp lực đồng chí là báo thì tăng trang, tăng tin, đài tăng thời lượng, rồi chất lượng, thì làm sao lại còn phải cạnh tranh với các báo đài khác từ trung ương kể cả thế giới. Kết luận buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: tỉnh Hưng Yên vinh dự tự hào là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo vĩ đại, người đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam, là quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với một loạt những bài báo gây dư luận trên báo Nhân dân ở thời kỳ đổi mới. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, phản ánh các hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền đến với người dân. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như góp ý vào các dự thảo văn kiện của đại hội. Đồng thời, có nhiều bài viết, nhiều tác phẩm có giá trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh chính trị, áp dụng công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan báo chí để có chất lượng thông tin cao, đáp ứng nhu cầu khán giả và nhiệm vụ chính trị được giao. Báo chí bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta không đổi mới, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Từng cơ quan báo chí và từng phóng viên, từng người làm báo chúng ta luôn luôn giữ được cái tâm thật sáng, giữ được cái đạo đức nghề thật là cao cả để chúng ta phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ. Đối với các sở ngành, các cơ quan liên quan của tỉnh, cũng rất mong các đồng chí ở đây thường xuyên chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các cơ quan báo chí để chúng ta làm sao là báo chí muốn làm được việc thì phải có thông tin.